Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả nào mọi. Ngày hôm nay chúng ta cùng xem sơ qua xét đồ của cao thủ Bảo Lăng Sa. Một trong những cao thủ có thể nói là No 1 server và No 1 đường môn này mà. Ngày hôm nay tiếp tục Bảo Lăng Sa là đánh cho mình tiếp tục là tống kim top 1. Không có gì ngoài top 1 này mà. Auto top 1 như này. Bảo Lăng Sa đánh chỉ có top 1 thôi. Đó. Bảo Lăng Sa top 1. Và anh em nhìn sơ qua thì Bảo Lăng Sa gồm những vật phẩm gì nha mọi. Đầu tiên thì cái nỏ mắt đỏ thì không nói rồi. Nó này đầu server anh em cũng biết rồi nè mà. Nó này mắt ọp như nè. Quá dữ thiệt luôn. Con nó mắt ọp. Đây. Đưa lên cái đó. Này dính vào này cho anh em xem. Con nó mắt ọp. Top 1 ban hội thắng đầu những thắng đầu server. Một cái nó mắt ọp. Không còn gì nữa chưa. Cái nó này đầu server chỉ giá hơn 25 triệu cho đến 30 triệu Việt Nam đồng anh em ơi. Một xe đang bán mắt đọt 20 30 30 35. Ngập bò này cũng hơn 10 triệu như năm. Và xe đang bán này trên dưới phải hơn gần 20 củ. Hơn 20 củ đó. Xe đang bán này hơn 20 củ đó nè mà. Nó xe đang bán có cái vũ khí không gần 50 rồi. Con người này hơn 10 nữa nha năm. Con người này hơn 10 nữa là gần 60 mấy rồi đó. Rồi tiếp tục. Một con tay là tiếp tục là top 1 bán hội nữa. Là tháng tiếp theo thì tay này tương đương hơn 20 củ nè mà, hơn 20 củ quyền động nè. Đó, đã trị giá gần 80 củ rồi đấy. Một cái nón hơn nón mắt ọp hoàn toàn. Là chiến thủ một lý. Bao tay này là bao tay 3 cấp bảo vũ lôi ho này nè. Mắt và phòng thủ và mắt làm chậm. Và mắt thiên la thì dẫn 3 cấp, mắt sinh lực động lực. Đó. Nón này vài triệu. Áo này phục hồi 49 3 cấp, phòng thủ 25, đặt móc 47 luôn. Nên là khỏe lắm này mà. Áo này cũng vài 3 triệu này mà. Đại lưng, một đại lưng anh ta ép ở đâu server anh ta ép đến hơn chục triệu đó này mà. Hơn chục triệu ấy. Gồm gần 100 triệu đó này mà. Rồi, sau khi lên tầng nhiệm môn thì anh ta đang có cho mình đó là một cái ấn tín kỹ năng 9x 1 cấp. Đó, kỹ năng 9x 1 cấp và một tiếng tinh sinh lực 200. Và một mặt nạ tranh đọt 2 cấp kỹ năng 9x nữa này mà. 2 cấp kỹ năng 9x nữa. Vãi sao. Và một phi phần kỹ năng cũng có một cấp. Chúng ta có tính điểm sơ qua kỹ năng cũng có ở ạc này tương như thế nào cho anh em xem. Còn con ngựa này con ngựa minh chủ chúng mã và là minh chủ ở đầu server này mà. Đầu server minh chủ giờ lâm á sẽ được con ngựa này. Chung là đồ bạn không sai không gì để chơi này mà. Xem sẽ đồ phải thứ dữ luôn. Đúng chắc là một trong những người đam mê đường môn. Sắm cho mình một set đồ có thể nói là cực khủng. Cái đai này chỉ mạng 5 mắt 5%. Rồi. Cùng điểm của sơ qua điểm kỹ năng thì hiện tại Bảo Lăng Sa đang có càng khôn trên đầu là 2 cấp kèm với phi phong là 3 cấp. Kèm với phi phong kỹ năng cũng có một cấp là 3 cấp. Kèm với 2 cấp từ mặt nạ tranh đoạt là 5 cấp. Kèm với 1 cấp từ ấn tín tăng trưởng môn là 6 cấp. Hiện tại 6 cấp skill 90 này mà. 6 cấp skill 90. Và kèm với nếu như có FIFA có cái dòng của băng hội nữa cái thở lên được 7 cấp. 7 cấp kỹ năng 90 bảo vũ lôi hoa là lên 27 cấp. Quá dữ. Còn lại là tất cả là khoảng là 4 kỹ năng cũng có này mà. 4 kỹ năng cũng có. Còn lại cái này là 1 cấp 90 và cái này là 3 cấp 90. 2 cấp 90 nó thành 7 cấp 90. Người này phát sáng này mà. Người phát sáng khá đẹp. Người phát sáng khá đẹp. Nè sáng quá đẹp. Rồi, nói chung thì anh em lúc nào cũng xem đồ Bảo Lăng Sa anh em biết rồi. Ít hôm khả sẽ sau đồ tăng trưởng môn này nọ cho anh em xem. Đây là một trong những, có thể nói là một trong những tăng trưởng môn của đường môn nha em ơi. Tăng trưởng môn đường môn là gọi là, anh em có chơi những server khác gọi đơn giản đông nào là gọi là đại sư huynh đó nè. Đại sư huynh của môn phái mình đó. Là gọi là tăng trưởng môn nha. Đây. Đây là một trong những set đồ tấm 1 tấm kim auto cũng như là tăng trưởng môn của hợp phái đường môn. Đó là cầu thủ Bảo Lăng Sa đang mang một đôi giày 40 chóng sinh khí kháng hỏa hay là 40 chóng cầu khí họ nói rồi mắt đầu hoàn toàn 40 60 3 cấp mắt pin hoàn toàn. Nói chung là anh ta chơi những trang bị đồ mát thôi em ơi, không gì để chơi luôn, quá dữ luôn. Rồi anh em theo dõi video này đừng quên ủng hộ cho cầu thủ tăng trưởng môn đường môn Bảo Lăng Sa một like chia sẻ ủng hộ chơi cũng như là nếu anh em thích video này thì đừng quên nhớ like chia sẻ mạnh để cho những người khác biết đến cầu thủ Bảo Lăng Sa này giúp Khả nha anh em ơi. Đồ quá dữ nên không gì để chơi luôn. Mắt hoàn toàn đấy mà.
tại đang có cái đai lưng, anh đang tiếc một tí là cái mạng Hoa Thiên Dũng mà mạng Thiên Hoa Dũng mà ba cấp là gọi là mắt pin rồi mà đây chưa đạt được ý muốn này, mới hai cấp thôi. Rồi nói chung là đa số là mắt ổn này mà 333 333 ba cấp, ba cấp mắt ổn đây hai cấp hai tiếc thôi này mà. Đúng rồi, cái bao tay ao ước ở bên đúng rồi. Rồi, anh em theo dõi video nhớ cho cầu thủ Bà Đồng Sa hạng 7 server, một trong những tân thủ môn của môn phái Hờ Đường Môn, Hờ Mọc Đường Môn. Một like cho sẽ ủng hộ cho anh em, không gì hơn thì thay mặt Bà Đồng Sa kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha. Tiếp theo những video tiếp theo Khải sẽ sâu đồ những cầu thủ bảo tân thủ môn tiếp theo cho anh em xem nha. Đừng quên like cho sẽ mạnh nha anh em ơi. Khải sẽ sâu tân thủ môn tiếp tục tháng mới cho anh em xem. Tháng 8 vừa rồi đã kết thúc nha anh em ơi. Rồi, ok, hẹn anh em gặp lại những video tiếp theo.